đây để em demo cái cho mình coi cái máy T6 công nghệ mới đo volt không cần tiếp xúc. Đây mình dùng để kiểm tra những cái mặt này nè. Thì đường volt nào giờ là mình phải dùng tiếp xúc vào, còn đường volt không cần nữa. Đây rồi, áp rồi. Cảm ứng luôn, vừa đo ampere vừa áp luôn. Cái này nhưng mà sai số. 3% đối với áp luôn. Đây 28 ampere. Nó rất tiện lợi cho mình nhận điện, anh không cần phải xài ampere gì, que nữa.